trong nguồn chảy ra. Người ơi, làm người ở trên đời, nhớ công ơn nuôi dưỡng, đó mới là hiền nhân. Vì đâu anh nên người tài ba, hãy nhớ công sinh thành, vì ai mà có ta uống nước nhớ. Làm con phải hiểu công cha như núi Thái Sơn, nghĩa mẹ như nước trong nguồn chảy ra. Làm con phải hiểu, em ơi hãy nhớ năm xưa, những ngày còn thơ không ai nuôi dưỡng, công đức sinh thành. Người làm con phải hiểu công cha như núi Thái Sơn, nghĩa mẹ như nước trong nguồn chảy ra. Cha tôi lìa xa tôi, bỗng một ngày cha tôi lìa bỏ cuộc đời. Cha ơi, một ngày mất cha, con bơ vơ biết đi về đâu. Con gục đầu chỉ thấy đêm đen, con gục đầu chỉ thấy đêm đen. Cha ơi, cha bỏ con để đời con trọn kiếp mồ côi. Cha ơi, cha bỏ con, cuộc đời con mất cha thật rồi. Cha ơi, cha bỏ con, trọn đời con không còn thấy cha. Bỗng một ngày trông nhà trong vắng, bỗng một ngày cha tôi lìa căn nhà này.
cha đi vào lòng đất sâu, con ngậm ngùi không cha nhìn cha, con ngậm ngùi nhìn bóng cha đi, đôi dòng lệ tuôn mãi không ngơi. Cha ơi, cha bỏ con, trọn đời con mất cha thật rồi. Cha ơi, cha bỏ con, để đời con trọn kiếp mồ côi. Cha ơi, cha bỏ con, cuộc đời con mất cha thật rồi. Cha ơi, cha bỏ con, trọn đời con không còn thấy cha. Cha ơi, từng ngày mất cha, con dại khờ giống như trẻ thơ. Con dại khờ nhìn áng mây trôi, con gọi thầm chẳng thấy cha đâu. Cha ơi, cha bỏ con, trọn đời con mất cha thật rồi. Cha ơi, cha bỏ con, để đời con trọn kiếp mồ côi. Cha ơi, cha bỏ con, cuộc đời con mất cha thật rồi. Cha ơi, cha bỏ con, trọn đời con không còn thấy cha.
Quỳ hướng tóc
đầy tình thương văn vẻ và từ cha đã ra đi thật rồi, chẳng còn mong gặp lại cha. Ơn cha như Thái Sơn cao vời, con biết sao đền bồi. Cha vội ra đi, con biết sao đền bồi. Được nơi đâu cha con xa cách không bên bờ, biên giới thật xa mờ. Cha vội ra đi, con biết ai cậy nhờ. Toàn ra cũng hai cúng phố phục. Với đời người, không nỗi buồn nào sánh bằng nỗi buồn mất cha. Vì mất cha, đời sẽ bơ vơ, đời sẽ trọn kiếp mồ côi. Và sẽ không bao giờ còn được thấy cha. Khi gặp gian nan, không còn cha để nhờ người gánh bớt, chia sớt. Cha tôi lìa xa tôi, bỗng một ngày cha tôi lìa bỏ cuộc đời. Cha ơi, một ngày mất cha, con bơ vơ biết đi về đâu. Con gục đầu chỉ thấy đêm đen, con gục đầu chỉ thấy đêm đen. Cha tôi lìa căn nhà này, cha đi vào lòng đất sâu. Con ngậm ngùi khóc cha nhìn cha, con ngậm ngùi nhìn bóng cha đi. Đôi dòng lệ tuôn mãi không ngơi. Cha ơi, cha bỏ con, trọn đời con mất cha thật rồi. Cha ơi, cha. Kính thưa các đại biểu, các vị thầy thích cùng toàn thể nhân dân, thưa tăng quyến,
Giữa lúc nhân dân ta đang thi đua thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội ở địa phương, lập thành tích thiết thực kỷ niệm các ngày lễ trọng đại của đất nước, cảnh xóm làng đang bình yên, đầm ấm thì nhận được tin báo buồn. Cụ Phạm Văn Đính, sinh năm 1951, sinh chú quán tại xóm Trung Quân, xã Trực Đại, huyện Trực Ninh, tỉnh Nam Định. Cụ là thành viên đội sản xuất số 11, hợp tác xã sản xuất kinh doanh dịch vụ nông nghiệp xã Trực Đại, hội viên hội nông dân, hội viên hội người cao tuổi, là thành viên tổ tự quản số 2 xóm Trung Quân, xã Trực Đại. Sau một thời gian cụ đau yếu, mặc dù đã được gia đình hết lòng chăm sóc, các đoàn hội anh em họ tộc đến thăm hỏi động viên, các y bác sĩ đã tận tình cứu chữa, nhưng do sức yếu, bệnh trọng, cụ không qua khỏi. Cụ đã từ trần tại gia đình vào hồi 7:10 ngày 21 tháng 10 năm 2021, tức ngày 16 tháng 9 năm Tân Sửu. Cụ hưởng thọ 70 tuổi. Nhận được tin báo buồn, cụ Phạm Văn Đính từ trần, đại diện ban chỉ đạo xây dựng đời sống văn hóa xã đã thống nhất với ban công tác mặt trận cơ sở xóm, đội và gia đình thành lập ban lễ tang gồm các ông bà có tên sau: một, ông Đỗ Văn Tuyên, trưởng xóm, trưởng ban lễ tang; hai, ông Nguyễn Văn Kỳ, trưởng ban công tác mặt trận cơ sở, phó ban; ba, bà Đỗ Thị Tuyết, công chức văn hóa xã, ủy viên; bốn, ông Phạm Quốc Bảo, phó ban công tác mặt trận cơ sở, ủy viên; năm, ông Phạm Kiều Bằng, chi hội phó, chi hội nông dân, ủy viên; sáu, ông Lưu Văn Thịnh, chi hội trưởng, chi hội người cao tuổi, ủy viên; và bảy, ông Phạm Xuân Quyền, đại diện gia đình, ủy viên. Lễ viếng của cụ Phạm Văn Đính được tổ chức vào hồi 14:30 ngày 21 tháng 10 năm 2021. Lễ truy điệu và đưa tang vào hồi 7:30 ngày 22 tháng 10 năm 2021. Thi hài của cụ được an táng tại nghĩa trang nhân dân địa phương. Kính thưa các vị đại biểu cùng toàn thể nhân dân, thưa tăng quyến, cụ Phạm Văn Đính từ trần là một tổn thất to lớn cho gia đình, họ tộc và các tổ chức đoàn hội. Cụ bà Phạm Thị Hồng mất đi một người bạn đời nghĩa tình, thủy chung. Các con cháu chất của cụ mất đi một người cha, người ông, người cụ hiền lành, đức độ, luôn hết lòng vì con cháu. Gia đình họ tộc mất đi một thành viên, đoàn hội mất đi một hội viên tích cực, làng xóm mất đi một người gần gũi, thân thương. Để tỏ lòng thương tiếc cụ, mọi người về đây để chia sẻ nỗi đau thương mất mát cùng với gia đình, rồi lễ viếng và tiễn đưa cụ về nơi an nghỉ cuối cùng. Về thăm hỏi chia buồn cùng gia đình và dự chương trình lễ viếng chiều nay có các vị đại biểu, các vị quý khách, đại diện cho các cơ quan, đơn vị, các tổ chức đoàn hội, bà con lối xóm, anh em bạn bè gần xa, đến giờ này đã có mặt đông đủ cùng gia đình. Cho phép tôi thay mặt ban lễ tang xin gửi tới gia đình lời chia buồn sâu sắc nhất và xin phép được duy trì chương trình lễ viếng của cụ Phạm Văn Đĩnh trong buổi chiều ngày hôm nay. Trước khi bắt đầu lễ viếng, xin mời hội nhạc tang đổ một hồi tiếng trống để chương trình lễ viếng cụ Phạm Văn Đĩnh được thêm phần long trọng. Kính thưa các vị đại biểu, mở đầu chương trình lễ viếng trong buổi chiều ngày hôm nay, ban tổ chức xin được trân trọng giới thiệu đoàn đại biểu đại diện họ Phạm đại tộc, đoàn do ông Phạm Văn Giá làm trưởng đoàn. Sau đây ban tổ chức xin được trân trọng kính mời một vị đại biểu đại diện họ Phạm đại tộc lên điều hành chương trình lễ viếng. Kính bái hương hồn cụ Phạm Văn Đính. Kính thưa các vị đại biểu đại diện cho đảng, chính quyền địa phương. Kính thưa ban tổ chức lễ tang, thưa cha chú, anh em, con cháu Phạm đại tộc. Thưa bà con lân bằng, quyến thuộc gần xa, thưa gia đình, tang chủ. Cụ Phạm Văn Đính là thân nhân, là người con của Phạm đại tộc chúng tôi. Nhận được tin báo cụ đã từ trần, thay mặt cho dòng họ, chúng tôi đã thắp hương kính báo tiên tổ và thông báo tới cha chú, anh em, con cháu trong dòng họ được biết để về đây tổ chức lễ viếng cụ. Về dự lễ viếng cụ hôm nay, tôi xin trân trọng giới thiệu dòng họ có cụ Phạm Quốc Hồng, quyền trưởng tộc, họ Phạm đại tộc, ông Phạm Văn Giá, trưởng ban tổ chức dòng họ, và các cụ, cha chú, anh em, các vị đại diện cho các chi ngành của dòng họ Phạm đại tộc. Kính thưa các vị, đành rằng luân hồi của sự tạo hóa đã bất công đưa đến cho gia đình, họ tộc đến Tang Châu lệ thọ. Nhận được tin cụ đã từ trần,
cả dòng họ cảm hoài ai sái lệ. Con cháu đã vui sao dạ thẳng lọt phiền. Với tình cảm dòng họ, chúng tôi về đây cùng gia đình hiếu chủ, xin được gửi tới toàn gia con cháu chắc lời chia buồn sâu sắc nhất. Kính bái hương hồn cụ Phạm Văn Đinh. Cụ mất đi để lại cho gia đình mất đi một người trông cậy, họ hàng mất đi người cha chú anh em, đức độ hiền lành, cuốn dòng con lạc cháu dòng hàng ngày chăm cây đức. Cụ ơi, lúc bình sinh với xã hội, cụ sống gương mẫu khuyên con bảo cháu, sống trọn tình làng nghĩa xóm, với gia đình dòng tộc luôn thành kính nghi phục, nhân bản hồ tổ là cội nguồn của cuộc thế. Cụ luôn dạy các con tông cháu kế luôn hội tụ nhị kỳ báo đức tiên linh, chín chữ quốc dục lan thú nội ngoại, anh em đồng lòng hoan hỷ tả. Cả cuộc đời cụ luôn sống hết mình phục sự tiên tổ. Cụ đã hơn 10 năm làm trưởng ban tổ chức của dòng họ, cụ luôn chăm lo xây dựng lăng mộ hương khói tổ đường, hướng tâm về cội nguồn, có trách nhiệm cao với dòng tộc trong dòng họ. Cụ luôn cư xử đúng mực đoàn kết, được họ hàng kính trọng. Những công lao đức tính ấy của cụ dòng họ xin ghi nhận và lưu truyền hậu thế. Cụ ơi, thôi kể từ đây âm dương cách biệt, cánh biệt ly tạo hóa luân hồi. Ngày cụ 70 tuổi về nơi cực lạc, theo tổ đường chín suối cạnh Bồng Lai, kính chúc cụ an giấc ngàn thu vĩnh biệt cụ. Thưa quý vị, họ tộc chúng tôi về đây thực hiện tuần lễ viếng theo nghi thức của dòng họ. Mở đầu, xin phép và quý vị giới thiệu một vị đại diện cho dòng họ nổi hồi âm lệnh và xin hội nhạc lớp hồn kèn trống để khai mạc lễ viếng của họ tộc. Chọn giới thiệu hội tang lễ liên tri họ Phạm đại tộc lên dâng hương hoa đăng tiểu quả lễ phẩm kính viếng cụ trên trân trọng. Theo chương trình lễ viếng, tôi xin trân trọng giới thiệu hội tế nữ họ Phạm đại tộc lên dâng hương hoa đăng tiểu quả lễ phẩm kính viếng. Thank you.
theo chương trình lễ viếng, tôi xin trân trọng giới thiệu lễ viếng của ngành họ Phạm Trung Nghĩa lên dâng hương hoa đăng tiểu quả lễ phẩm kính viếng. Thương tiếc này, tôi xin giới thiệu một vị đại diện cho họ tộc nên đọc lời điếu kính viếng cụ. Tháng ơi thành nọ cặp bao chiếc kẻ cao xây gần quận tuấn ở đây gỡ đâu vẫn đổi cháu lời chúc vần thay đổi nhất thời có được tin ông yêu các vị của dòng họ trang nghiêm bái tạ hai lễ để vĩnh biệt cụ. Thưa quý vị, lễ viếng chia buồn của dòng họ Phạm đại tộc chúng tôi đến đây tạm dừng và khép cảm ơn. Kính mời các cụ cha chú anh em con cháu trong dòng họ an toàn tiếp tục chia buồn cùng tang gia. Một lần nữa xin chân thành cảm ơn. Đoàn các anh chị và các cháu ở Nam Định và Quảng Ninh, đoàn do ông Đỗ Đăng Thế làm trưởng đoàn. Của các anh chị và các cháu ở Nam Định và Quảng Ninh xin được bắt đầu. Và lòng thương tiếc cổ, xin mời quý vị trong đoàn dành hai bái để bái biệt cổ. Hai bái bắt đầu. Kính thưa quý vị, hiện diện trước sân tăng là đoàn đại biểu đại diện khu xóm Hậu Đồng Thiên Quý, đoàn do ông Nguyễn Văn Tuấn làm trưởng đoàn. Đoàn có quan hệ với ông bà Đình Lan là con của cổ.
xin được dâng hương trầm, hoa thông và lễ phẩm kính viếng lưu hồn cụ. Lễ viếng của đoàn xin được bắt đầu. Mời quý vị trong đoàn hướng tâm về đinh sàn dành phút mặc niệm bắt đầu. Kính mời đoàn đại biểu là các em thúc bá bên ngoài, đoàn do ông Phạm Văn Bào làm trưởng đoàn. Xin mời quý vị chúng ta sửa lễ và tiến vào sân. Trong đoàn các em thúc bá bên ngoài hướng tập về linh sàng dành hai bánh để bát bịt cổ. Hai bánh bắt đầu. Kính thưa các vị đại biểu, các vị quý khách cùng toàn thể nhân dân, thưa tang quyến, nhận được tin báo buồn thân sinh của ông bà Địch Lan không còn nữa. Các vị đại biểu đại diện cán bộ nhân dân cơ sở xóm 4 xã Trực Thái hiện diện nơi đây để chia sẻ nỗi đau thương mất mát cùng với gia đình và tổ chức chương trình lễ viếng kính viếng gương hồn cổ. Đoàn do Nguyễn Đức Dương làm trưởng đoàn xin được dâng hương trầm, hoa thơm và lễ phẩm kính viếng gương hồn cổ. Lễ viếng của đoàn xin được bắt đầu. Xin mời quý vị trong đoàn cán bộ nhân dân cơ sở xóm 4 xã Trực Thái dành phút mặc niệm. Phút mặc niệm bắt đầu. Phút mặc niệm đã qua, thay mặt ban lễ tang và gia đình đặc biệt đến lời cho ông bà Đình Lan xin được trân trọng cảm ơn tình cảm của quý vị. Mời quý vị lưu lại mời nước mời chầu tiếp tục chiều buổi. Kính thưa quý vị, nhận được tin báo buồn thân sinh của ông Phạm Văn Đông không còn nữa, cán bộ nhân dân thôn Đắc Phúc, huyện Đắc Minh, tỉnh Đắk Nông hiện diện nơi đây để chia sẻ nỗi đau thương mất mát cùng với gia đình và tổ chức chương trình lễ viếng kính viếng hương hồn cổ. Đoàn xin được dâng hương hoa đăng và lễ phẩm kính viếng hương hồn cổ. Lễ viếng xin được bắt đầu.
hiện diện trước dân gian là đoàn đại biểu anh em và các cháu họ ngoại, đoàn do ông Vũ Văn Mộc, trưởng họ, làm trưởng đoàn. Xin được dâng hương hoa đăng, bức chứng và lễ phẩm kính viếng hương hồn cụ. Lễ viếng của đoàn xin được bắt đầu. Trong đoàn hướng tâm về đây rằng dành hai bái để bái biệt cổ. Hai bái bắt đầu. Kính thưa quý vị, hiện diện trước sân tang là đoàn đại biểu đại diện hội Miếu Đông, đoàn do ông Phạm Văn Chiêm làm trưởng đoàn. Xin được dâng hương hoa đăng, bức chướng và lễ phẩm kính viếng hương hồn cổ. Lễ viếng của đoàn xin được bắt đầu. Xin mời quý vị trong đoàn hội miếu đông dành phút mặc niệm. Phút mặc niệm bắt đầu. Kính thưa các vị đại biểu, các vị quý khách cùng toàn thể nhân dân, thưa tăng quyến, cơ sở xóm Trung Quân là nơi lúc bình sinh của cùng gia đình sinh sống, lao động sản xuất và sinh hoạt cộng đồng. Ngay nghe tin cụ từ giã cõi trần, các vị đại biểu đại diện cán bộ nhân dân, các tổ chức đoàn hội cơ sở xóm Trung Quân hiện diện nơi đây để chia sẻ nỗi đau thương mất mát cùng với gia đình và tổ chức chương trình lễ viếng kính viếng hương hồn cụ. Mở đầu chương trình lễ viếng, ban tổ chức xin được trân trọng kính mời ba vị đại biểu đại diện cán bộ và nhân dân xóm Trung Quân lên đặt vòng hoa dâng hương đăng kính viếng. Đoàn do ông Đỗ Văn Tuyên, trưởng xóm, làm trưởng đoàn. Lễ viếng xin được bắt đầu. Ban công tác mặt trận cơ sở xóm Trung Quân, đoàn do ông Phạm Quốc Bảo, phó ban công tác mặt trận làm trưởng đoàn, xin được dâng hương trầm, hoa thơm và lễ phẩm kính viếng hương hồn cụ. Lễ viếng của đoàn xin được bắt đầu. Nông dân xóm Trung Quân, đoàn do ông Phạm Kiều Bào, chi hội phó, làm trưởng đoàn, xin được dâng hương hoa đăng và lễ phẩm kính viếng hương hồn cụ. Lễ viếng của đoàn xin được bắt đầu. Xin
xin mời đoàn đại biểu đại diện chi hội phụ nữ xóm Trung Quân, đoàn do bà Vũ Thị Luật, chi hội trưởng làm trưởng đoàn, xin được dâng hương trầm, hoa thơm và lễ phẩm kính viếng hương hồn cụ. Lễ viếng của đoàn xin được bắt đầu. Ban trị sự đền nhất đoàn do ông Lưu Văn Thịnh làm trưởng đoàn xin được dâng hương trầm, hoa thơm và lễ phẩm kính viếng hương hồn cụ. Lễ viếng xin được bắt đầu. Tổ dân cư số 2 xóm Trung Quân, đoàn do ông Phạm Kiều Bào làm trưởng đoàn. Lễ viếng của đoàn xin được bắt đầu. Tổ dân cư số 3 xóm Trung Quân, đoàn do ông Phạm Văn Ngân làm trưởng đoàn. Tiếp theo chương trình xin mời tổ dân cư số 3 xóm Trung Quân, đoàn do ông Phạm Văn Ngân làm trưởng đoàn. Tổ dân cư số 7 xóm Trung Quân, đoàn do ông Phạm Văn Tề làm trưởng đoàn. Lễ viếng xin được bắt đầu. Văn Định là một trong những hội viên tích cực của chi hội người cao tuổi xóm Trung Quân. Nay nghe tin vụ tờ giã vợ trần, các vị đại biểu đại diện chi hội người cao tuổi xóm Trung Quân hiện diện nơi đây để chia sẻ nỗi đau thương mất mát cùng với gia đình và tổ chức chương trình lễ viếng kính viếng hương hồn cụ. Đoàn do ông Lưu Văn Thịnh chi hội trưởng làm trưởng đoàn. Sau đây ban tổ chức xin được trân trọng kính mời một vị đại biểu đại diện chi hội người cao tuổi xóm Trung Quân lên điều hành chương trình lễ viếng theo nghi thức của hội. Xin trân trọng kính mời. Kính viếng cụ Phạm Văn Đính. Trước khi vào phần lễ viếng cụ Phạm Văn Đính, tôi đề nghị đội nhạc tam nổi một hồi kèn trống để buổi lễ thêm phần. Kính thưa hương hồn cụ Phạm Văn Đính, kính thưa các vị đại diện cho đảng, chính quyền, các cơ quan đoàn thể trong xóm ngoài làng, kính thưa bà con, thưa ban tăng lễ, thưa gia đình tăng gia, nhận được tin báo buồn, cụ Phạm Văn Đính 250 về cõi vĩnh hằng. Cụ là hội viên hội người cao tuổi chi 11 xóm Trung Quân, xã Trực Đại, huyện Trực Ninh, tỉnh Nam Định. Qua thời gian cụ lâm bệnh yếu đau, cụ được con cháu hết lòng chăm sóc thuốc thang, các thầy thuốc tận tình cứu chữa, xóm làng động viên thăm hỏi, nhưng rồi bệnh trọng sức yếu, cụ đã ra đi mãi mãi. Người chuyển cõi vĩnh biệt cõi trần, cụ để lại cho gia đình họ tộc con cháu cắt
và mọi người niềm tiếc thương vô hạn. 70 năm của cuộc đời gắn bó với quê hương đồng ruộng, trải qua những thăng trầm của lịch sử, cần mẫn khiêm nhường nuôi dạy con cháu trưởng thành. Với xã hội, cụ luôn là công dân gương mẫu, mẫu mực, gần gũi đoàn kết với mọi người, gần góp phần xây dựng xóm làng bình yên và phát triển, hoàn thành mọi chỉ tiêu nông thôn mới nâng cao. Cụ mất đi là một tổn thất lớn của gia đình. Các con mất người, một mất đi người cha, hiện nhiệt thành tích cực với chi hội nhiều năm qua là người bạn già, thường xuyên ngọt xé bùi. Những năm tháng của cuộc đời, trong thời khắc đặc biệt này, thay mặt cho trên 100 hội viên của chi hội người cao tuổi chúng tôi đến để chia sẻ sự mất mát lớn của gia đình và xin vĩnh biệt người hội viên của hội. Hộ ta tình nghĩa trước sau, niềm vui chia sẻ, thương đau chia buồn, tháng ngày gặp gỡ nhau luôn, cùng nhau trò chuyện là tiếp nối chương trình, tôi xin trân trọng giới thiệu một cụ đại diện trong đoàn nên có lời biểu. Than ơi, trăm năm trăm cõi người ta chưa là tài chưa là mặn, hơi cụ mới
Đoàn hội vô cùng thương tiếc, tiếc cụ rồi còn biết tìm đâu, gọi là tình nghĩa nặng sâu, mấy lời vẫn điếu, mấy câu giải bày. Cụ mãi mãi ra đi không còn nữa, tôi xin đề nghị toàn thể các cụ trong đoàn dành một phút mặc niệm. Thay mặt cho đoàn xin chân thành cảm ơn ban tang lễ, đội nhạc tang và gia đình đã giúp đỡ đoàn chúng tôi được thực hiện lễ viếng cụ. Chương trình lễ viếng của cán bộ nhân dân các tổ chức đoàn hội cơ sở xóm Trung Quân đã hoàn tất. Xin mời quý vị 7 giờ sáng nay có mặt tại nhà văn hóa để di chuyển về Tân Sa cùng ban lễ tang tổ chức lễ truy điệu và tiễn đưa cụ Phạm Văn Đĩnh về nơi an nghỉ cuối cùng. Thay mặt cho ban lễ tang và gia đình xin được chân thành cảm ơn tình cảm của quý vị. Mời quý vị ra bàn an toàn mời nước mời chầu tiếp tục chia buồn cùng gia đình. Xin chân thành cảm ơn. Tiếp theo chương trình xin mời đoàn đại biểu đại diện Hội Liên thôn Trung Quân và Quân Đông, đoàn do ông Phạm Văn Biển làm trưởng đoàn. Trong đoàn dành phút mặc niệm. Thời điểm đã qua, thay mặt ban lễ tang và gia đình đặc biệt gửi lời cho ông bà Đoàn Khóc xin được trân trọng cảm ơn tình cảm của quý vị. Tiếp theo chương trình xin mời Hội Đồng Ngũ năm 1991-1992, đoàn do ông Thắng làm trưởng đoàn. Xin được dâng hương hoa đăng và lễ phẩm kính viếng hương hồn cụ. Lễ viếng xin được bắt đầu. Miền 4, đoàn do ông Nguyễn Văn Giang làm trưởng đoàn, xin được dâng hương trầm hoa thơm và lễ phẩm kính viếng hương hồn cụ, xin được bắt đầu. Đoàn có quan hệ với cụ bà Phạm Thị Hồng. Sau đây, ban tổ chức xin được trân trọng kính mời một vị đại biểu đại diện câu lạc bộ tháng 3 tri hội Hội người cao tuổi lên điều hành chương trình lễ viếng. Xin trân trọng kính thưa các vị lãnh đạo cho đảng, cho chính quyền và các ban ngành đoàn thể trong xã Trực Đại và trong xóm Trung Quân. Kính thưa các quý vị tân quý khách gần xa. Kính thưa toàn thể nhân dân trong xóm Trung Quân và ngoài xóm, thưa gia đình tam quyến,
trong lúc toàn đảng, toàn dân đang tập trung phòng chống bệnh Covid đang bùng phát, đây bệnh hiểm nghèo trên đất nước ta, gia đình hoàn hồi, xóm làng đang cảnh bình yên, gia đình đang đầm ấm. Câu lạc bộ tháng 3 nhận được tin báo buồn, cụ Phạm Văn Đính đã từ trần, cụ hưởng thọ 70 tuổi. Đây là nỗi thất thoát đến đâu của gia đình. Thay lời cho câu lạc bộ, xin gửi tới gia đình lời chia buồn ân cần sâu sắc nhất. Câu lạc bộ tháng 3 thành lập thấm thoát là 5 năm. Cụ Phạm Văn Đính là hội viên câu lạc bộ, cụ luôn luôn đồng hành với câu lạc bộ, đưa phong trào người cao tuổi câu lạc bộ dưỡng sinh, thức vũ kinh, văn hóa văn nghệ. Cụ cùng đồng hành với câu lạc bộ được giải thưởng giấy khen hạng nhất, giải giấy khen giải nhì. Cụ luôn luôn thể hiện là cây cao bóng cả, tuổi cao gương sáng, sống vui, sống khỏe, sống mẫu mực, đoàn kết. Hôm nay câu lạc bộ tháng 3 về đây thăm hỏi, chia buồn và kính viếng. Sau đây tôi xin trân trọng ba vị đại biểu dâng hoa tươi, hương đăng, kính viếng. Lễ viếng xin được bắt đầu. Và cõi vĩnh hằng yên giấc ngàn thu, tôi xin có lời điếu, tôi xin phép đứng tại chỗ. Kính bái hương hồn cụ Phạm, chúng tôi đứng trước ngân linh xa, cảnh chia ly vĩnh biệt để hai hàng hai hàng lệ dâng. Quy luật tạo hóa cụ hòa, chứ từ nay cứ vẫn cụ ở nơi, ở nơi chứ cõi hạ trần. Chúng còn đâu mà tinh tháng với ai, thế là vắng phụ từ lầy mà phụ ơi, tôi suối vàng đón phụ về nghề ơi. Chúng tôi tiến cổ về nơi quay bình thường ơi, ơi phụ để tiễn biệt cụ về nơi yên nghỉ cuối cùng. Tôi nghĩ đề nghị đoàn hướng về chính sàng dành phút mập đẹp, phút mập đẹp bắt. Kính mời đoàn đại biểu đại diện tập thể lớp 9C, đoàn do ông Vũ Văn Dương làm trưởng đoàn, đoàn có quan hệ với ông bà Nguyễn Ngọc. Trong đoàn tập thể lớp 9C dành phút mặc niệm. Phút mặc niệm bắt đầu. Chương trình xin
mời đoàn đại biểu đại diện hội học sinh cấp 2 xã Trực Đại, đoàn do ông Phạm Văn Điều làm trưởng đoàn. Sau đó xin mời hội đồng môn cấp 2 xã Trực Cường, đoàn do ông Nguyễn Văn Đức làm trưởng đoàn. Xin mời quý vị chúng ta chuẩn bị. Phạm Văn Điều làm trưởng đoàn có quan hệ với ông bà Đình, xin được dâng hương hoa đăng và lễ phẩm kính viếng hương hồn cụ. Lễ viếng xin được bắt đầu. Dành phút mặc niệm, phút mặc niệm bắt đầu. Phút mặc niệm đã qua, thay mặt ban lễ tang và gia đình, đặc biệt nhất thầy cho ông bà Định, xin được trân trọng cảm ơn tình cảm của. Kính thưa các vị đại biểu, các vị quý khách cùng toàn thể nhân dân, thưa toàn quyến hiện diện trước sân vang là đoàn đại biểu đại diện hội đồng môn cấp 2 xã Trực Cường, niên khóa 1994-1998. Đoàn có quan hệ với ông bà Đình Lan là con của cụ, do ông Nguyễn Văn Đức làm trưởng đoàn. Xin được dâng hương hoa đăng và lễ phẩm kính viếng hương hồn cụ. Lễ viếng của đoàn xin được bắt đầu. Nhận được tin báo buồn, thân xin của ông bà Nguyễn Ngọc không còn nữa, các vị đại biểu đại diện hội dịch vụ văn hóa miền 4 và ba huyện Giao Thủy, Hải Hậu, Trực Ninh hiện diện nơi đây để chia sẻ nỗi đau thương mất mát cùng với gia đình và tổ chức chương trình lễ viếng kính viếng hương hồn cụ. Mở đầu chương trình lễ viếng, ban tổ chức xin được trân trọng kính mời các vị đại biểu đại diện hội dịch vụ văn hóa miền 4 huyện Trực Ninh, đoàn do ông Phạm Văn Diệu làm trưởng đoàn, lên dâng hương hoa đăng và lễ phẩm kính viếng hương hồn cụ. Lễ viếng của đoàn xin được bắt đầu. Hải Hậu, Trực Ninh, đoàn do ông Đức làm trưởng đoàn, xin được dâng hương hoa đăng và lễ phẩm kính viếng hương hồn cụ. Lễ viếng của đoàn xin được bắt đầu. Xin mời quý vị trong hai đoàn hướng tâm về linh sàng dành phút mặc niệm, phút mặc niệm. Phút mặc niệm đã qua, thay mặt ban lễ tang và gia đình, đặc biệt lời cho ông bà Nguyễn Ngọc xin được trân trọng cảm ơn tình cảm của quý vị. Mời quý vị lưu lại bởi nước bởi chầu tiếp tục chia buồn cùng gia đình. Xin chân thành cảm ơn. Tiếp theo chương trình xin mời tổ văn nghệ câu lạc bộ tháng 3, đoàn do bà Phạm Thị Nhu. Yeah.
câu lạc bộ, ban tổ chức xin được trân trọng kính mời một vị đại biểu lên đọc lời điếu kinh viếng hương hồn cụ. Xin trân trọng kính mời. Xin mời quý vị trong tổ văn nghệ câu lạc bộ tháng 3 dành phút mặc niệm. Phút mặc niệm bắt đầu. Tiếp theo chương trình, xin mời đại biểu đại diện anh em đồng bạn đoàn do ông Tân làm trưởng đoàn, có quan hệ với ông bà Đình Lan là con của bộ, xin được dâng hương trầm, hoa thơm và lễ phẩm kính viếng hương hồn bộ. Lễ viếng của đoàn xin được bắt đầu. Để đảm bảo hoàn tất chương trình lễ viếng của cụ Phạm Văn Đính trong buổi chiều ngày hôm nay, ban tổ chức chúng tôi yêu cầu tất cả các đoàn viếng, nếu quý vị có nhu cầu, xin mời đăng ký và chuyển vào cho ban tổ chức để ban tổ chức chúng tôi hoàn tất chương trình lễ viếng của cụ Phạm Văn Đính trong buổi chiều ngày hôm nay trước khi bàn giao lại cho ban lễ tang của gia đình. Một lần nữa, ban tổ chức chúng tôi xin được trân trọng thông báo. Thương tiếp cổ, xin mời quý vị trong đoàn các ông bà thông gia hướng tâm về lên rằng dành hai bái để bái biệt cổ. Hai bái bắt đầu. Thưa quý vị, hiện diện trước sân gian là đoàn đại biểu các ông bà thông gia với con của cổ, đoàn do ông Phạm Văn Duy làm trưởng đoàn, xin được dâng hương trầm, lễ phẩm và bức chướng kinh viếng hương hồn cổ. Lễ viếng xin được bắt đầu. Để tỏ lòng thương tiếc cổ, xin mời quý vị trong đoàn dành phút mặc niệm. Phút mặc niệm bắt đầu. Đã qua thay mặt ban lễ tang và gia đình đặc biệt gửi lời cho ông Đoán, xin được trân trọng cảm ơn tình cảm. Lễ viếng của đoàn đại biểu đại diện hội đồng thôn liên xóm Trung Quân và Quân Đông, đoàn do ông Phạm Văn Đoàn làm trưởng đoàn, có quan hệ với ông bà Đoán Hồng là con của bộ, xin được dâng hương hoa đăng và lễ phẩm kính viếng hương hồn bộ. Lễ viếng xin được bắt đầu. Là con của bộ, đoàn do ông Đỗ Văn Kiểm làm trưởng đoàn, xin được bắt đầu. Thank you.
Kính thưa quý vị, hiện diện trước sân tang là đoàn đại biểu anh em ruột bên ngoài với ông bà Đoàn Phóc là con của cụ, đoàn do ông Trần Văn Ước làm trưởng đoàn, xin được dâng hương hoa đăng và lễ phẩm kính viếng hương hồn cụ. Lễ viếng của đoàn xin được bắt đầu. Trong đoàn dành phút mặc niệm bắt đầu. Chúc mừng đã qua, thay mặt ban lễ tang và gia đình đặc biệt đã lời cho ông bà Đoàn Phóc xin được trân trọng cảm ơn tình cảm của quý vị. Mời quý vị lưu lại mời nước mời chầu tiếp tục chia buồn cùng gia đình. Xin ban lễ tang và gia đình chúng tôi xin chân thành cảm ơn tình cảm của các vị đại biểu, các vị quý khách và toàn thể nhân dân đã về chia buồn cùng gia đình giờ lễ viếng và tiễn đưa. Chúc người nhẹ gót theo mây xa vời. Ban tổ chức trân trọng kính mời ba vị đại biểu đại diện cho anh chị và em ruột của cụ lên dâng trầm hương quả ngọt biển tang lên kính viếng hương hồn cụ. Lễ viếng của đoàn xin được bắt đầu. Chú, cậu và bác ruột, trưởng đoàn do ông Phạm Văn Thạch làm trưởng đoàn đã thể tiểu về trước sân tang. Ban tổ chức trân trọng kính mời ba vị đại biểu đại diện cho các cháu gọi cụ là chú, cậu và bác ruột nên dâng trầm hương đăng sáng biển tang xuôi kê nên kính viếng hương hồn cụ. Lên viếng của đoàn xin được bắt đầu. Biến về dân lễ
trần vắng bóng cha về nơi suối à vàng. Ơn sinh thành dưỡng dục chúng con mong chưa tròn bao năm cha vội vàng ra trước linh nhà sàng chúng con quỳ tháng khóc tang tang cố gắng mãi đầu tặng lá bao đèn.
lòng cha vi tựa cao sơn, mất cha đau đớn lão hơn nỗi à. Tiếng tàu qua Trần Thị Bắc, Phạm Thị Hồng, Phạm Thị Na, Hà Qua Thu đã đến rồi, xóm làng vui cảnh yên bình đổi thay. Bông đầu vật đổi sao hà rời, mây đen quy gió cánh nhà trời luôn ma tan. Con cháu xứng sốt bàng hoàng, cháu chắc than khóc họ hàng nhớ đường cư xứ nét ở trên lều thiếu kinh người phẳng khoan dung còn non bé cha đều đáy bảo trong gia đình theo nhau buông tròn Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
ta gọi để con bước hà trời. Cảm ơn ban nhạc tang, gia đình tang quyến đã tạo điều kiện giúp chúng tôi hoàn thành tuần lễ này. Gia đình chúng con có đôi lời cảm tạ. Thật đúng là một thời để nhớ để thương, một thời áo trắng vẫn vương sân trường, ngày nay trở về đời thường, nghĩa tình bạn học vẫn còn như xưa. Ban tổ chức trân trọng kính mời hai vị đại biểu đại diện cho tập thể lớp 9C xã Trực Cường lên dâng trầm hương quả ngọt ngân phẩm lên kính viếng hương hồn cụ. Lễ viếng của đoàn xin được bắt đầu. Xin mời quý đoàn hướng tâm về trước linh sàng dành một phút mặc niệm, một phút bắt đầu. Văn lĩnh kính mến, kính thưa các cụ, các quý vị đại biểu. Giờ này hiện diện trước sân tang là đoàn đại biểu anh chị em bên ngoài có quan hệ với ông bà Đình Lam. Trước hết thay lời cho đoàn xin được gửi lời hỏi thăm chia buồn sâu sắc nhất tới gia đình tang quyến. Cổ ơi cảnh bình yên sao trời vật đồi, từ nơi nào khắp lối chia bao. Cổ đi chúng cháu chưa kịp hỏi chào, để cho anh em chúng cháu ở lại nghẹn ngào xót thương. Trân trọng kính mời ba vị đại biểu đại diện cho anh chị em bên ngoài lên dâng trầm hương hoa tươi quả ngọt ngân phẩm lên kính viếng hương hồn cụ. Lễ viếng của đoàn sẽ được bắt đầu. Cháu nội ngoại gồm Hương Đăng, Xôi Kê và Biển Trang. Xin mời các cháu dâng lễ để phúng ông. Các cháu xin mời các cháu lễ, hai lễ được bắt đầu.
phong. Kính thưa các cụ, các ông, các bà, các bậc, cha chú, anh em, con cháu trong dòng họ Phạm Đại Tập kính mến. Trong lúc toàn đảng, toàn dân ta đang tích cực phòng chống dịch bệnh Covid, được tin báo buồn, cụ Phạm Văn Đính, người trong họ ra đi về chầu tổ. Nhớ lại khi xưa, cụ còn bình sinh năm tháng, cụ là người hiền lành, chân phương, giản dị. Suốt đời, cụ tận tụy với con, với cháu, cung phụng tổ đường. Cho đến ngày hôm nay, cụ về chầu Phật tổ, để lại cho các con, các cháu, anh em, họ hàng, làng xóm, niềm tiếc thương vô hạn. Sự đau thương mất mát này không lấy gì bù đắp được. Hôm nay, hội tế nữ chúng tôi về đây đứng trước linh sàng, gửi tới tan gia nói chung lời chia buồn sâu sắc nhất và vào làm lễ kính tế hương hồn cụ. Trước khi vào làm tế kính tế hương hồn cụ, xin mời các vị đại biểu lên thắp tuần hương đăng tiểu quả để kính tế hương hồn. Ngôn cụ đã hóa thành nhà thờ.
cùng tiếc thương hoa thơm một đóa dần lên nàng nhà con cháu cụ thờ thấu cho chúng tôi đau nặng nhìn
chiếc lá rơi lẻ cành. Nga họ Nga tính nhà viên dâng Nga tuần hương Nga cấy lên bưng lên tình nhà thân có trên nhục Nga họ Nga tiên cụ qua về chốn bình nhà Nga ngàn Nga thủ quê thiên gia con